Hướng dẫn sử dụng Google Assistant tiếng Việt trên Android. Google Assistant là trợ lý giọng nói được ưa chuộng của Google trên thiết bị di động. Nếu như trước đây, người dùng Việt Nam chỉ có thể giao tiếp với Google Assistant bằng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác không phải tiếng Việt thì hiện tại, Google đã bắt đầu hỗ trợ tiếng Việt. Như vậy, chúng ta có thể tận dụng tối đa sức mạnh của Google Assistant bằng tiếng mẹ đẻ mà không vấp phải rào cản ngôn ngữ nữa. Google Assistant được đánh giá là thông minh và tự nhiên không kém các đối thủ như Apple Siri. Amazon Alexa, nếu chưa biết cách kích hoạt Google Assistant tiếng Việt, dưới đây là hướng dẫn cho người dùng Android. Lưu ý, bạn phải cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng Google để được hỗ trợ tiếng Việt. Google Assistant có thể giúp bạn nhiều thứ như tìm đường, nhắc nhở, thông báo thời tiết, phát nhạc, trả lời câu hỏi, gọi điện cho người khác, hẹn giờ hay gửi tin nhắn, báo thức, mở ứng dụng và trang web, dịch thuật, mua sắm, điều khiển thiết bị.